Bài thơ về tác giả tác phẩm Ngôn ngữ văn 9. Bài làng tác giả Kim Lân, viết năm 48 gian truân bão bùng. Đồng chí những vị anh hùng chính hữu 48 sống cùng thời gian. Đoàn thuyền đánh cá hơi xa, 58 Huy Cận ngợi ca sức người. 63 bếp lửa sáng ngời, bà của bằng Việt mặt trời trong tim. 66 quang sáng đi tìm, lược ngà báu vật trái tim cha hiền. Xe không có kính triền miên, 69 tiến duật tới miền lửa bom. Sapa lặng lẽ mọi chòm, Thành Long nghệ sĩ chấm còm 70. Những ngôi sao sáng giữa trời, 1971 tuyệt vời Minh Khuê. Viễn phương 76 đi về, thăm nơi bác ở bộn bề nhớ thương. 77 hữu thỉnh vấn vương, sang thu cảnh sắc muôn phương xoay vần. Ánh trăng soi tỏ nhân trần, Nguyễn Duy 78 muôn phần nghĩ suy. 80 Thanh Hải sống vì, cuộc đời một đóa tường vi dâng đời. Y phương cảm xúc đầy vơi, nói với con đó những lời thiết tha. Con là cuộc sống của cha, 80 năm ấy dễ mà đừng quên.